Ukraine có thể xuất khẩu 60 triệu tấn ngũ cốc nếu các cảng an toàn. Ukraine xác nhận họ có thể xuất khẩu khoảng 60 triệu tấn ngũ cốc trong vòng 8 đến 9 tháng tới nếu các cảng của họ không bị phong tỏa. Đồng thời, họ sẽ thu được 10 tỷ đô la Mỹ từ hoạt động xuất khẩu ngũ cốc này. Hãng tin Reuters ngày 24 tháng 7 cho biết, chính quyền Kiev có thể xuất khẩu 60 triệu tấn ngũ cốc khi các cảng ở Ukraine không bị phong tỏa hoặc không bị cản trở bởi hoạt động quân sự của các bên. Ngoài ra, Ukraine có thể kiếm được 10 tỷ đô la Mỹ bằng việc xuất khẩu 60 triệu tấn ngũ cốc. Ông Oleg Ustenko, cố vấn kinh tế của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, tổng sản lượng thu hoạch ngũ cốc ở Ukraine trong thời gian tới là 60 triệu tấn, trong đó 20 triệu tấn được tiêu thụ trong nước. Trong tổng số 60 triệu tấn ngũ cốc xuất khẩu này, Ukraine đang có sẵn 20 triệu tấn trong kho dự trữ và 40 triệu tấn còn lại sẽ được thu hoạch vào mùa vụ tới. Chúng tôi sẽ vận chuyển 60 triệu tấn ngũ cốc đến các nước trong vòng 8 đến 9 tháng nếu các cảng không bị phong tỏa. Ở chiều hướng xấu hơn, thời gian sẽ kéo dài từ 20 đến 24 tháng, ông Ustenko nói. Tuy nhiên, cuộc tấn công của Nga vào cảng Odessa có thể làm trì hoãn việc thực thi thỏa thuận lương thực được ký ngày 22 tháng 7 ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Ustenko cho biết, các hoạt động quân sự của Nga ở Biển Đen đang khiến mục tiêu xuất khẩu 60 triệu tấn ngũ cốc sắp tới của Ukraine bị đe dọa. Hiện nay, mục tiêu xuất khẩu 60 triệu tấn ngũ cốc của Ukraine thật sự không dễ dàng. Các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào cảng Odessa đã báo hiệu viễn cảnh không mấy khả quan, ông Ustenko nói với Reuters. Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga ngày 24 tháng 7 xác nhận, phía Moscow đã tấn công cảng Odessa bằng loại tên lửa có độ chính xác cao. Bất chấp vụ tấn công vào cảng Odessa, Ukraine khẳng định tiếp tục chuẩn bị xuất khẩu ngũ cốc. Các quan chức Ukraine đã thông báo cho Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ biết về cuộc tấn công tên lửa vào một trong những điểm bốc hàng ở cảng Odessa và không có hậu quả nghiêm trọng nào. Bộ trưởng Cơ sở Hạ tầng Ukraine Oleksandr Kubrakov ngày 23 tháng 7 cho hay nước này sẽ tiếp tục chuẩn bị cho hoạt động xuất khẩu nông sản từ các cảng ở Biển Đen, bất chấp việc xảy ra cuộc tấn công tên lửa vào cảng Odessa cùng ngày. Trong khi đó, cùng ngày, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin Nga thông báo với Ankara rằng họ không liên quan đến cuộc tấn công vào cảng này. Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar viết trên trang Twitter, trong các cuộc tiếp xúc giữa chúng tôi hôm nay với Nga, họ đã tuyên bố rằng không liên quan đến vụ tấn công, họ đang điều tra kỹ lưỡng vụ việc. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, ông cũng đã có các cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraine Oleksiy Reznikov và Bộ trưởng Cơ sở Hạ tầng Ukraine Oleksandr Kubrakov, người đã ký thỏa thuận về xuất khẩu ngũ cốc tại Istanbul hôm 22 tháng 7. Các quan chức Ukraine đã thông báo cho ông AK biết về cuộc tấn công tên lửa vào một trong những điểm bốc hàng ở cảng và không có hậu quả nghiêm trọng nào. Bộ trưởng Kubrakov bày tỏ hy vọng rằng nhờ văn kiện được ký kết không chỉ có thể cứu nền kinh tế Ukraine mà còn cứu hàng triệu người khỏi nạn đói và hàng tỷ người thoát khỏi cảnh bần cùng. Trước đó, ngày 22 tháng 7, Nga, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc đã ký thỏa thuận về việc xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine từ các cảng Biển Đen vốn bị kẹt ở đó sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt. Ngoài ra, Nga và Liên Hợp Quốc đã ký bản ghi nhớ về việc xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp và phân bón của nước này. Tuy nhiên, không có văn bản chung nào được ký kết giữa Nga và Ukraine. Tên lửa làm lung lay thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc. Chưa đầy một ngày sau khi thỏa thuận cho phép nối lại việc xuất khẩu ngũ cốc được ký kết giữa Nga và Ukraine, tên lửa đã rơi trúng cảng Odessa, đe dọa thỏa thuận này. Dung chuyển cảng Odessa. Quân đội Ukraine khẳng định tên lửa Nga đã bắn trúng cơ sở hạ tầng ở cảng Odessa ngày 23 tháng 7, một ngày sau khi Moscow và Kiev ký thỏa thuận mở lại các cảng ở Biển Đen để nối lại hoạt động xuất khẩu ngũ cốc. Kẻ thù tấn công cảng thương mại biển Odessa bằng tên lửa hành trình Kalibr, hai tên lửa bị lực lượng phòng không bắn hạ, hai quả trúng cơ sở hạ tầng của cảng. Bộ chỉ huy chiến dịch miền Nam của Ukraine cho biết trên Telegram. Thỏa thuận mang tính bước ngoặt nói trên được coi là rất quan trọng để kiềm chế giá lương thực toàn cầu và sẽ cho phép một số mặt hàng xuất khẩu được vận chuyển từ các cảng ở Biển Đen, bao gồm cả cảng ở Odessa thuộc miền Nam Ukraine. Vụ tấn công đã bị Mỹ, Ukraine, Liên Hợp Quốc và Liên minh châu Âu lên án. Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cho biết Moscow đã phủ nhận việc thực hiện bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào cảng Odessa. Nga nói với chúng tôi rằng họ hoàn toàn không liên quan gì đến cuộc tấn công này và họ đang xem xét vấn đề rất chặt chẽ, ông Akar. Nga phóng tên lửa liên tiếp vào một tỉnh ở Ukraine.
Tờ Kiev Independent dẫn lời tỉnh trưởng Andrei Rykovic của tỉnh Kirovohrad thuộc miền trung Ukraine sáng 23 tháng 7 cho biết lực lượng Nga đã phóng 8 tên lửa hành trình Kaliber và 5 tên lửa diệt hạm KH-22 vào khu vực này. Ông Rykovic khẳng định tên lửa Nga đã bắn trúng các cơ sở địa phương của Ukrzanitsia, công ty đường sắt nhà nước của Ukraine. Ông Rykovic còn nói rằng có thương vong nhưng không cung cấp bất kỳ chi tiết nào trong lúc chiến dịch cứu hộ đang được tiến hành. Nga chưa phản hồi thông tin trên nhưng luôn tuyên bố nước này không nhắm vào mục tiêu dân sự. Tổng thống Ukraine tuyên bố phải giải phóng đất nước trước khi hòa đàm. Trong cuộc phỏng vấn với tờ Wall Street Journal ngày 22 tháng 7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phản ứng về những nhận xét gần đây của Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng hai bên có thể đã chấm dứt xung đột vào tháng 3 nếu Kiev không rút khỏi các cuộc đàm phán. Ông Zelensky cho biết trước khi Moscow phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, ông đã cố gắng nói chuyện với Tổng thống Putin trong một thời gian dài, nhưng nhà lãnh đạo Nga không nghe cuộc điện thoại nào. Tổng thống Ukraine cũng nhấn mạnh rằng người Ukraine tin rằng toàn bộ lãnh thổ của đất nước họ phải được giải phóng trước khi các cuộc đàm phán có thể nối lại. Ukraine nã 7 quả pháo HIMARS nhưng không đánh sập cầu tiếp tế của Nga. Quân đội Ukraine khai hỏa 7 quả pháo phản lực HIMARS trúng cây cầu Darivsky bắc qua sông Igulets ở tỉnh Kherson nhưng không thể vô hiệu hóa tuyến hậu cần quan trọng này. Reuters ngày 23 tháng 7 dẫn lời ông Sehi Klan, cố vấn thống đốc tỉnh Kherson do Ukraine bổ nhiệm, xác nhận quân đội nước này đã tập kích cầu Darivsky bắc qua sông Igulets, một trong những cây cầu mà họ cho là thuộc tuyến đường tiếp viện quan trọng của Nga ở miền nam Ukraine. Mỗi cây cầu đều là điểm yếu về hậu cần và các lực lượng vũ trang của chúng tôi đang tìm cách phá hủy hệ thống hậu cần của đối phương. Đây chưa phải là chiến dịch giải phóng Kherson mà là một bước chuẩn bị nghiêm túc cho mục tiêu này, quan chức Kherson quả quyết. Không lâu sau, TASS dẫn lời đại diện chính quyền thân Nga ở Kherson xác nhận cầu Darivsky đã trúng 7 quả pháo phản lực từ hệ thống phóng HIMARS do Mỹ cung cấp cho Ukraine. Tuy nhiên, quan chức này khẳng định cây cầu vẫn đang hoạt động sau vụ tấn công. Trước đó vài ngày, Ukraine cũng khẳng định đã tập kích cây cầu Antonovsky bắc qua sông Dnieper ở tỉnh Kherson do Nga kiểm soát. Giới chức Kherson cho biết khoảng 8 đến 9 quả đạn pháo đã bắn trúng cây cầu này hôm 20 tháng 7, khiến cầu bị hỏng hóc nghiêm trọng. Một số nguồn tin cho rằng quân đội Ukraine cũng sử dụng HIMARS để tập kích cây cầu Antonovsky. Trước đó, cây cầu này cũng đã trở thành mục tiêu bắn phá của pháo binh Ukraine hôm 19 tháng 7. Sau khi hứng chịu thiệt hại đáng kể ở Donbass, Ukraine những ngày qua đã tập trung lực lượng phản công ở các tỉnh Zaporizhia và Kherson. Quân đội Ukraine khẳng định họ đã và đang tập hợp khoảng 1 triệu quân nhân cho nỗ lực đẩy lùi Nga khỏi các tỉnh duyên hải miền Nam. Ở chiều ngược lại, chính quyền thân Nga tại Zaporozhye và Kherson đang tăng cường năng lực phòng không để đẩy lùi các đợt tập kích pháo của Kiev. Họ được cho là cũng đang gấp rút chuẩn bị cho các cuộc trưng cầu ý dân về việc ly khai khỏi Ukraine và sáp nhập với Nga.